Tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet đang thăm chính thức Việt Nam. Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 vào tháng 7 năm 2023. Chúc mừng Ngài Samdech Hun Manet được tín nhiệm rất cao bầu làm Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ rất ấn tượng và vui mừng trước những thành tựu phát triển mà Campuchia đã đạt được trong gần 4 thập kỷ qua, khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ, tin tưởng với sự trị vì, an ninh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Đảng CPP, đứng đầu là Chủ tịch Đảng Samdech Techo Hun Sen và Chính phủ Hoàng gia Campuchia, đứng đầu là Thủ tướng Hun Manet. Campuchia sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng những thành tựu của CPP, nhà nước và nhân dân Campuchia là nguồn cổ vũ to lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Hun Manet cho biết, Việt Nam là quốc gia đầu tiên thăm chính thức trong khu vực ASEAN, là minh chứng cho mối quan hệ hết sức gần gũi giữa hai nước và quyết tâm của chính phủ Campuchia trong việc củng cố, phát triển hơn nữa quan hệ Campuchia-Việt Nam. Trân trọng truyền lời cảm ơn của Chủ tịch Quốc hội Samdech Hun Sudari tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 vừa qua. Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh trong tổng thể quan hệ giữa hai đảng, hai nước, quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước có vai trò rất quan trọng. Thủ tướng Hun Manet cảm ơn Quốc hội Việt Nam thời gian qua đã luôn ủng hộ sâu sắc và hợp tác chặt chẽ với Thượng viện và Quốc hội Campuchia. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Quốc hội Samdech Hun Sudari để tiếp tục phát huy kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia. Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao thành công của hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất vừa diễn ra tại Lào, khẳng định cơ chế hợp tác giữa Quốc hội ba nước có ý nghĩa rất quan trọng bởi Campuchia, Lào, Việt Nam đã cùng nhau trải qua biết bao khó khăn của lịch sử. Trong tình hình địa chính trị diễn biến khó lường như hiện nay, càng phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Hoàn toàn nhất trí với Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc lại câu thành ngữ của người Việt Nam, một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao, và nhấn mạnh, đoàn kết, chúng ta sẽ có sức mạnh để thích ứng với tình hình vạn biến hiện nay. Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ trong cuộc gặp gỡ giữa người đứng đầu ba đảng đều khẳng định tiếp tục vun đắp truyền thống quý báu này và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.